Tôi đã bảo là lúc trước là anh Trung, anh đã thực hiện trong cuộc thi vừa rồi, anh đạt xít soát 10 phút cơ mà. Có phải ai cũng làm được việc đấy trên dây đâu. Quá đẹp, anh cứ đu đi, anh chơi hết mình đi. Không đu thì thôi, đã đu là phải 7-8 vòng. Anh làm 60 phút đi. Làm luôn 60 phút đi, chuyện đường công tác làm luôn 60 không phút. Không đu thì thôi, đã đu là phải 5-10 vòng luôn. Mà dịp nghỉ lễ Quốc Khánh mà anh mặc cái áo này có cả quốc kỳ đây là tuyệt vời. Nét mặt của anh rất là rạng rỡ. Ok, anh có cái lời chào của mọi người. Cảm ơn các em. Rồi, ok, chào. Bây giờ tôi mọi người quay lại khu vực xích đu vòng để chiêm ngưỡng một xích thủ được mệnh danh là cuồng phong xích. Vâng, hiện tại bây giờ và ngay lúc này trên dây là xích thủ Trương Văn Trung, một xích thủ được mệnh danh trong câu lộ xích đu vòng là cuồng phong xích. Mọi người hãy chiêm ngưỡng để xem và so sánh xem cuồng phong xích có gì khác biệt giữa ma đu xích và thần công xích. Quá đẹp, quá tuyệt vời, quá công hiến. Lâu lắm tôi không thấy cuồng phong xích lộ những bước santo để cống hiến cho mọi người đang có mặt tại khu vực xích đu vòng. Vẫn được, quá đẹp. Một kỹ năng tuyệt vời trong môn xích đu vòng. Ừ.
anh ấy đang ném xích đi. Người ta gọi là tự mình làm khó mình. Nhưng không, anh muốn trải nghiệm và muốn chứng tỏ. Vững được, quá cao thủ, quá tuyệt vời, kỹ năng của anh ấy thật tuyệt. Ở trong câu lạc bộ xích đu vòng của chúng ta, mấy ai thực hiện được những bước đu xích như anh Trương Văn Trung? Qua đây, quá tuyệt vời. Mà anh Trương Văn Trung này lại có cái đặc điểm rất là hay. Anh này không nói thôi, càng nói tưởng thì lại càng tưởng hay. Đấy, anh ấy rất là khác người. Nếu mọi người không nói thì thôi, càng nói anh ấy tưởng là hay. Anh đu rất là đẹp, rất uyển chuyển. Chứ mọi người mà cứ bị nói, bị thuyết minh là hay bị tâm lý không ổn định. Nhưng anh ấy cứ nói thoải mái, càng nói càng được hay. Quá chuẩn. Đấy, tuyệt vời không? Đấy, quá đẹp luôn. Không phải ai cũng thực hiện được như anh Trung đâu. Anh ấy xứng đáng là một xích đu trong câu lạc bộ xích đu vòng của chúng ta. Quá đẹp, quá tuyệt vời. Anh ấy đang khoác trên mình một chiếc áo màu cờ Tổ quốc, tức là xích đu vòng Việt Nam. Vâng, qua đây. Việt Nam che và đinh dinh. Quá chuẩn. Quay. Để mà thực hiện được ở trên dây lâu này thì rất là ít người làm được như anh Trương Văn Trung. Hiện tại bây giờ và ngay lúc này máy quay của tôi đang bước vào phút thứ tư đấy, mà chỉ là những đường gọi là đang là dạo thế đấy nhá. Trong cuộc thi vừa rồi anh Trung đã từng đoạt cái giải là người đu lâu nhất trên dây xích. Anh đã thực hiện xích xoan 10 phút, thật ngưỡng mộ anh. Quá chuẩn. Ơi ơi, hiện tại bây giờ là 4 phút 25 giây, quá đẹp. Đấy, nét mặt của anh rất là rạng rỡ. Ok, anh có cái lời chào của mọi người. Cảm ơn em. Rồi, ok. Chào.